Hôm nay chúng ta sẽ học tiếp sang tức là tiếp tục bài hôm trước. Tôi sẽ nói thêm về để chúng ta hiểu sâu hơn về các cái kiểu dữ liệu cơ bản lõi của Python nhé. Đấy. Thì hôm nay tôi sẽ nói thêm về cái kiểu dữ liệu gọi là kiểu dữ liệu thùng, tức là trong Python nó cũng có một số dữ liệu thùng như là list đúng không, là tuple đấy đúng không, dict set set và frozen set đấy. Thì đây là những kiểu dữ liệu thùng cơ bản, tức là nó không phải là không nó không phải là nó không phải là một cái một một cái đối tượng cơ bản, mà nó là gồm nhiều đối tượng, nó là một dãy các cái đối tượng cơ bản như list, tuple, nó là một dãy các đối tượng khác, dictionary cũng vậy, nó là một dãy, set cũng vậy, nó là một tập hợp các phần tử khác, frozen set cũng vậy. Thì tất cả những cái này nó gọi chung là dữ liệu thùng. Thì dữ liệu thùng nó sẽ khác biệt với cái kiểu dữ liệu đơn như thế nào, thì chúng ta sẽ cùng nhau và tìm hiểu một chút, nhưng cái này là chỉ hiểu thêm thôi, thực chất cũng không bao giờ dùng đến. Tức là chúng ta chú ý như này nhé, cái dữ liệu thùng nó khác dữ liệu đơn là như này. Dữ liệu đơn là cái đối tượng và giá trị của nó là một. Khi mà tôi viết một cái số như vậy như là 12, thì nó là cái đối tượng là 12. Khi tôi viết x gì bằng 12 thì x thì nó chỉ vào cái đối tượng là 12, mà giá trị của x thì cũng là 12 mà nó chỉ có một thôi. Như vậy đối với dữ liệu mà là đơn thì giá trị của cái dữ liệu nó hoàn toàn đồng nhất với đối tượng, đồng nhất với đối tượng, đây là đồng nhất với khái niệm là object nhé. Chúng ta biết là ở trong Python thì tất cả mọi mọi thứ đều là object cả, đều hướng hướng đối tượng cả. Đấy, thì là như vậy là bản thân, ví dụ bản thân cái 12 nó là cái đối tượng, nó là một object thuộc kiểu số nguyên, nhưng đồng thời nó là một cái nó có giá trị là 12, thì cái giá trị 12 và cái đối tượng 12 nó là một. Là một nhé. Đấy, thì khi tôi viết là y bằng 12 thì xy là cùng trỏ và cái đối tượng 12, xy cùng giá trị là 12 nhé. Thì ta biết là ở trong Python thì nó có cái hàm mà nó có cái so sánh như thế này. Thì cái so sánh này là cái so sánh này là so sánh về về giá trị. Ngoài ra nó có một so sánh khác là so sánh như này. Nó có cái hàm x is y, thì cái x cái so sánh này này là so sánh giá trị nhé. Còn cái này này là kiểm tra xem cái đối tượng này nó có trùng đối tượng này. Đây là so sánh về đối tượng, mà đối tượng là khác, giá trị là khác nhé. Đối tượng là một cái object trong cái mô hình hướng đối quản quản lý hướng đối tượng của Python. Như vậy là is là một đối tượng này có bằng, cũng chính là một đối tượng kia hay không nhé. Còn khi đó là x gì bằng 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 y, so sánh đấy bằng y thì là giá trị của đối tượng x gì cũng bằng giá trị của đối tượng y hay không. Đấy, chúng ta nhìn và nhớ như vậy nhé. Thế thì đối với cái đối tượng mà là đơn ấy thì khái niệm là giá trị và đối tượng nó là một, cho nên là khi mà x gì mà là bằng y ấy, khi mà bất cứ hạn tượng nào khi mà x thì mà đã bằng y như này rồi ấy, thì hiển nhiên suy ra là x là chính là y nhé. Tuy nhiên cái điều này là không đúng với đối tượng thùng nữa. Đấy, chúng ta chú ý cái chỗ này, chú ý nhé, chỗ này là thùng thì nó lại khác, nó lại là cái giá trị của thùng với đối tượng thùng là khác. Như vậy là thùng thùng thì là một đối tượng mà cho nó có nhiều cái đối tượng ở bên trong, nhiều giá trị ở bên trong, thì có thể là có hai cái
hai cái đối tượng khác nhau nhưng mà cùng có các giá trị là giống nhau. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé, là nó khác biệt như nào. Người ta lấy ví dụ về về đây, khi tôi biết là A là 1, 2, như vậy là A, cái đối tượng A là gì? Là đối tượng là list, đúng không ạ? A là đối tượng list và giá trị của A là 2 phần tử 1 và 2, thứ tự là 1, 2, đúng không nào? Bây giờ tôi viết là B bằng A. A thì tôi kiểm tra này, kiểm tra xem A có bằng B hay không này. Bằng, đây là số thách bằng về giá trị, để kiểm tra A có phải là đối tượng B hay không này. Thì nó vẫn là đúng, đúng không? Như vậy là ở trường hợp này là A và B là hai cái tên là cùng chỉ vào một đối tượng, cho nên là chúng là bằng nhau. Giá trị của chúng cũng bằng nhau. Được chưa? Thế bây giờ tôi làm thử cho các bạn xem một phần tiếp theo nhé. Bây giờ tôi viết là C bằng trong trong list nó có một cái hàm là hàm copy. Copy một phiên bản y hệt như vậy. Đấy. Thì C nó vẫn là 1 2, đúng nhỉ? A vẫn là 1 2. Và C có bằng A hay không? Đó, C và A là cùng giá trị. B thì tôi kiểm tra C có phải là A hay không? False, C không phải là A. Vậy là vì sao nhỉ? Các bạn nghĩ vì sao C không phải là A không? Sao C is A lại false không? Ai trả lời đằng nào? Dễ hiểu mà. Ai trả lời cho tôi vì sao lại C lại bằng A về mặt giá trị nhưng mà C lại không phải là A? Bởi vì hai đối tượng khác nhau Đúng rồi, hai tập vì đối tượng khác nhau. đúng đúng chính xác, vì C và A mà chỉ vào hai đối tượng là khác nhau. Khi tôi viết là C bằng A copy, cái lệnh này này là nó tạo ra một đối tượng khác hẳn, nó nằm hai vị trí khác nhau trong bộ nhớ, hai vị trí khác nhau trong bộ trí, mà tuy rằng là chúng có các cái giá trị là giống nhau. Các bạn có hiểu không nào? Giống nhau nhé. Đó, cho nên là đối với đối tượng thùng ấy thì là đối tượng và giá trị là có thể là nó mà là các khái niệm lập với nhau, có thể là hai đối tượng cùng cùng có giá trị như nhau nhưng mà là đó là hai đối tượng là khác nhau. Cái điều này là khác hẳn so với kiểu dữ liệu đơn mà ta đã biết từ xưa nay, kiểu dữ liệu thực, kiểu dữ liệu số nguyên hay ngay cả dữ liệu string cũng là kiểu dữ liệu đơn. Còn cái này thằng này nó là kiểu dữ liệu thùng, tôi vừa nói đấy. Như vậy là đối với list này, đối với tuple này, đối với disk, đối với set, đối với frozen set đều có cái đó cả, nó đều có cái như này. Chúng ta rất chú ý nhé, là nó khác nhau, cho nên khi chúng ta làm chương trình thì chúng ta phải phải chú ý phải chú ý chỗ này là chỗ rất là khó đấy, làm chỗ rất là khó của Python, rất là sâu đấy, tôi nói sâu nhé. Đối với tập hợp cũng vậy, đối với chứ không phải là bao giờ là bằng nhau, theo dấu bằng so sánh là giá trị bằng nhau, cũng suy ra là hai đó là hai đối tượng như nhau, và ngược lại không phải là cái là hai cái mà hai đối tượng bằng như nhau thì nó sẽ phải là chỉ và cùng giá trị, nhưng mà hai hai cái đối tượng có giá trị là như nhau thì chưa chắc nó là hai đối tượng là giống nhau theo cái quan niệm là có cái hàm is nhé. Vâng, các bạn chú ý chuyện chuyện đó nhé. Thế chính vậy là đó là một cái về 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 đối về đối tượng thùng. Thế bây giờ chúng ta cùng nhau tìm hiểu xem là đối với list nó có cái hàm copy, đối với set nó có hàm copy, đối với disk nó có hàm copy. Mình ta làm thử nhận D này bằng này. D. D bằng đây, ta làm cái cho một đối tượng nhé. Đấy. D nhé. Thì ta dir có thể viết là D1 bằng D copy. Đấy, như vậy là D1 và D2 là D1 là nó bằng D2, nó bằng D. Nhưng mà là D1 nó không phải là D vì nó là chỉ vào hai đối tượng là khác nhau, có việc có cái hàm copy. Đối với set cũng vậy, đối với tập hợp
cũng có hàm copy thì tôi viết là a bằng 1 2 như thế này. Đấy. Thì tôi có là ví dụ là b bằng a chấm copy như này. Đấy. Thì b nó cũng là 1 2 không? Nhưng mà là a không phải là b. A không phải là b. Như vậy là đối với đích, đối với set và đối với list thì nó có cái hàm, nó có cái phương thức là copy. Nhưng mà đối với frozen set và đối với tuple thì nó không có. Đây gọi là x gì nhá, x gì mà 1 2 3 4. Thì tôi viết thử x copy xem nó có tạo ra được cái hàm copy hay không nhá. Copy hay không thì nó là lỗi. Như vậy là cái đối tượng là tuple không có cái thuộc tính, không có cái hàm phương thức là copy. Đấy, đối với tương tự đối với frozen set, chúng ta nhớ hôm trước chúng ta nói về trong các đối tượng thùng này thì riêng đối tượng là riêng hai đối tượng là đối tượng là tuple và đối tượng là frozen set là hai đối tượng là không thay đổi được, nó là immutable, không thay đổi được và tương đương là chúng có cái hàm bump, hàm hash trên những đối tượng đó. Còn ba cái đối tượng kia, đối tượng là list, đối tượng là dict và đối tượng là set là đối tượng là có thay đổi được thùng nhưng mà có thay đổi được. Tại sao nó không có không nó gọi là immutable, nó không có hàm hash và nó là đối tượng thùng có thay đổi được. Còn tuple và frozen set thì nó không thay đổi. Ta hiểu nôm na đó là cái tuple nó là một dãy hằng. Còn frozen set là một tập hợp hằng hay là một tập hợp đã đóng băng rồi. Rồi thế bây giờ bài toán chúng ta là bây giờ làm sao mà thế làm sao bây giờ tôi tạo được hai cái đối tượng là tuple, hai đối tượng khác nhau nhưng cùng trỏ vào một giá trị. Làm nào để làm chuyện đó? Nhưng mà nó không cho phép làm một cái hàm copy thì làm thế nào để chúng ta có thể là tạo ra một cái bản như là copy nhé. Ví dụ là b đây. B của tôi là như thế này. Vì tôi muốn tạo ra một cái bản sao nhưng một cái đối tượng khác là C đi mà nó là gì? Mà nó là mà nó là cái em nó là khác với B. Thế cái làm đơn giản thôi. Vì bản thân B nó không có cái hàm copy nhưng chúng ta có thể là mẹo. Thì chúng ta sẽ chuyển từ B, chuyển từ tuple sang list. Sau đấy chúng ta lại đổi ngược trở lại thành tuple. Chúng làm thử nhé. Đây chúng làm thử như này. Bây giờ là 1 2 đây. Thì bây giờ tôi đây như tôi làm như này cho đơn giản nhé. Bây giờ tôi làm tôi viết là a bằng list của b. Như vậy là a như vậy a đây, a rồi như này. Bây giờ tôi viết là c bằng a copy một cái bản sao của a nhưng mà c không phải là a. C không phải là A. Bây giờ tôi viết C nhỏ, tôi lại lấy lại, tôi ngược lại, tôi lấy tuple của C. Được chưa? Như vậy C nhỏ nó vẫn là 1, 2. Đấy. Và bây giờ tôi kiểm tra xem là B nó có bằng C hay không nhé. Nó có bằng C hay không? Nó vẫn bằng nhau bởi vì nó vẫn là 1, 2. Nhưng mà kiểm tra B có phải là C hay không nhé. B có phải không? Thì nó không phải là C. Đấy, như vậy bây giờ B nhé. B và C là hai cái tuple cùng có một giá trị là 1 2 nhưng mà hai đó là hai cái đối tượng khác nhau trong bộ nhớ trong bộ nhớ và trong chương trình. Như vậy đó là hai đối tượng khác nhau. Tương tự như vậy chúng ta có thể làm với các cái tập hợp đông lạnh là frozen set cũng hệt như vậy nhé. Đó. Đây là mẹo thôi nhưng mà các bạn có thấy là như vậy là chúng ta có thể tạo ra những cái đối tượng thùng khác hẳn nhau. Nhưng mà cùng có các giá trị là giống nhau. Đấy. Được chưa? Nhưng mà chú ý nhé, phân biệt giữa cái dấu bằng so sánh, bằng sánh với giá trị và cái hàm và cái từ khóa is nhé. Rồi, thì bây giờ tôi quay sang nói thêm một chút về cái kiểu số nguyên. Và tôi nói về một chút đơn giản thôi về các cái toán tử bit ở trên số nguyên. Cái này nó giống hệt như là đối với trong Pascal và đối với C đều có thì chúng ta cũng nên biết ở nhưng mà tập bình thường không có đâu, nhưng mà trong đôi khi cần có những bài tập khó hơn, phức tạp hơn, nhiều bài tập là cần phải giải quyết
mà yêu cầu của nó là xử lý trên từng bit một, được chưa? Đấy, thế nhưng mà chúng ta nhớ lại là nó là một số nguyên. À, thế bây giờ quay lại cái câu hỏi trước khi đi vào cái tìm hiểu về cái khai triển bit của một cái số ở trong các toán tử bit là toán tử mà làm việc trên các số nguyên, trên các cái bit của các số nguyên thì gọi là các toán tử bit nhé. Thế thì trước khi chúng ta đặt câu hỏi là như vậy Python nó lưu các số nguyên số tự nhiên lớn là bao nhiêu? Chúng ta nhớ lại một chút là đối với C và Pascal nhé, thì nó chia ra rất phức tạp lắm. Nó chia là kiểu dữ liệu là byte hay là char thì nó là một bit, kiểu dữ liệu là short in thì là kiểu dữ liệu char là một byte, short in là hai byte, kiểu dữ liệu in là bốn byte và long in là tám byte. Như vậy maximum của số nguyên lưu trữ trong C chỉ là 83, tức là 64 bit. Tức là này, 64 bit. Đấy, 18. Bây giờ tôi lấy thật ra hiện nay trong tất cả các trong tất cả mọi cái chương trình, mọi cái ngôn ngữ lập trình ấy, thì nó gọi là nó lưu số nguyên dưới cái dạng là gì, là dạng là số có dấu. Như vậy đây là giả sử là trong C là cái số nguyên của nó là maximum là 64 bit, cho nên là thực chất là nó chỉ lưu cái số là như thế này đây, tức là từ âm đây, tôi cộng lại cái này nhé, đây từ âm cái này này, từ âm số này và đến là dương 7. Đấy. Như vậy là đây là cái phạm vi cho phép chúng ta xử lý các số tự nhiên, số nguyên ở trong C cộng cộng và trong Pascal. Đấy. Thì bây giờ câu hỏi là vậy là ở trong Python thì sao? Đấy, câu hỏi rất là hay và câu trả lời cũng rất là thú vị luôn, là thế này, câu trả lời là như sau nhé, là ở trong Python thì số tự nhiên nó lưu là vô hạn, không có hạn, không là nó lưu là vô hạn luôn. Đây là cái đáp số mà tôi tìm hiểu trên mạng, thì chúng ta viết thử x thì bằng, để các bạn có thể gõ này, một số dài vô tận nhá, yeah, enter được không, x thì kinh khủng chưa nào. Bây giờ chúng ta kiểm tra xem là cái số này là nó được nó viết ra dưới dạng là bin phân thì viết như nào, cái hàm bin là cái hàm để chuyển từ số chuyển sang dạng nhị phân của một cái số tự nhiên bất kỳ. Đây như này cơ mà, các bạn thấy không nào, nó dài kinh khủng. Bây giờ chúng ta có thể có cái hàm để kiểm tra xem là cái độ dài bit là bao nhiêu, cho vì chúng ta ngại đếm, chúng ta dùng cái hàm này, dùng cái hàm là bit length, kiểm tra đấy, bit length của nó là 438. Như vậy là mình có chuyện nó vượt quá xa so với 64 bit nhá. Đối với số nguyên ở trong C cộng cộng nó chỉ là 64 bit là long in, còn thằng này nó vượt rất xa. Các bạn thấy nó rất đặc biệt. Như vậy đối với Python nó dùng cái rất đặc biệt để nó lưu một số nguyên, nó lưu ở vì không thật bản rất to, không rõ đâu, nó lưu ở nhiều nơi, nó lưu như nào đó, nó lưu dùng cái công nghệ nào đó để nó lưu. Đấy, rất là hay. Nó lưu rất rất đặc biệt, nôm na là cái cách mà Python xử lý số là rất đặc biệt. Là như vậy chúng ta có thể xử lý, chúng ta có làm việc với cái số tự nhiên là độ dài là vô hạn, không hạn chế. Tuy nhiên trừ khi nó đầy hết cái bộ nhớ, nó không còn chỗ nào nữa thì chịu. Còn bộ nhớ mà nó còn chỗ để lưu là nó lưu được hết nhé. Vậy định nghĩa tốt cho lại là các số tự nhiên, số nguyên ở trong Python là có độ dài là không hạn chế nhé. Mặc dù là đây là cái số mà là cái số là maximum để chỉ một cái giá trị một cái ô nhớ của số tự nhiên. Ở trong Python nó vẫn dùng các cái ô nhớ là 64 bit thôi, thì đây chính là cái số tự nhiên, số dương là 64 bit.
Số này là số rất lớn các bạn nhé. Số này là số cực lớn luôn chứ không phải là ấy đâu. Cái số này tôi xem trên một tài liệu thì họ viết như này. Họ viết cái tài liệu tôi viết tôi đọc này. À, thì cái số này là cái số mà có cái số này này là cái số nó là gấp một hàng nghìn triệu lần tổng số các cái tổng số các cái thiên thạch, cái vì sao ở trên bầu trời. Cực lớn, cho nên là nó rất lớn rồi, người ta tính là 60 biết là đủ rồi. Nhưng mà Python cũng thế, Python là nó là vô hạn luôn. Được chưa? Rồi thì bây giờ tôi nói thêm nhé, là như khi chúng ta có thể gõ một cái số là một cái số nguyên bất kỳ dưới cái dạng là số thập phân như thế này. Còn nếu chúng ta muốn là nhập số tự nhiên dưới dạng là nhị phân, chúng ta làm như sau. Chúng ta gõ là 0b chỉ bắt đầu, sau đó chúng ta gõ số nhị phân. Đấy. Thì như vậy có hai cách chúng ta nhập cái số, gõ một số ở trên màn hình. Thì khi x gì đây mà chúng ta muốn chuyển sang nhị phân thì nó sẽ là như thế này. Đấy, các bạn thấy không nào? Chúng ta kiểm tra xem là cái số trừ thì nó là cái gì. Số trừ thì cách mà Python mà lưu trữ các cái tức là lưu trữ trong máy tính ý, dưới dạng nhị phân ấy, các cái số âm thì nó giống như là lấy xi hồng cộng, tức là dùng cái phương pháp là bù hai đấy, tức là dùng cái bit ở bên trái ngoài cùng là cái bit ngoài cùng là cái bit mà dùng để gì, dùng để mô tả là bit ngoài cùng là bit sẽ không dùng đến và dùng để chỉ dấu. Bit ngoài cùng bên trái là 0 thì nó là số dương, bit ngoài cùng bên trái là 1 thì nó là số âm. Được chưa? Đó. Rồi, thế bây giờ tôi như vậy chúng ta hình dung được sơ về số nguyên, số tự nhiên nhé. Nó có thể là âm, có thể là dương nhé. Thật ra khi mà viết như thế này này, thực ra khi viết như này là nó chỉ viết ký hiệu thôi, còn bản chất của nó, bản chất cái này này nó là một dãy số 1 như này này, dài vô tận, dài theo cái chiều dài thì đây nó chính là số trừ 1. Nhưng mà hiện nay là vì mà ở trong Python nó không ghi rõ là dùng bao nhiêu bit để mô tả số tự nhiên, không rõ nó là số 64 bit hay là 32 bit, nhưng mà nó là n bit, n đó nó có thể là cực lớn chứ chúng ta không thể viết mãi như này được, chứ nó không rõ ràng thôi, chứ còn nó viết ngắn gọn là như thế này. Đây chính là cái số mà mô tả cái số số âm đây. Như vậy chúng ta có thể viết là y bằng nhé, bằng trừ 0b, sau đó là ta mô tả là viết như thế này. Thì b nó sẽ là y nó sẽ là -3, đúng không? Nó sẽ là -3. Như vậy là cái đây là -0b thì nó trừ nó là âm, còn 0b là cái chữ 0b là mô tả nó là nhị phân, còn 11 chính là số 3. Nhưng mà âm 11 thì nó là hiểu nôm na nó là -3, nhưng mà thực tế thì nó không phải như vậy. Thực tế ở trên khi chúng ta học về, các bạn học về sâu hơn về biểu diễn bit ấy thì nó hơi khác một chút. Được chưa? Rồi thế thì chúng ta sẽ như vậy là mọi số tự nhiên, đúng không? Mọi số tự nhiên ở trong mọi số nguyên ở trong Python nó vẫn là một dãy bit thôi. Bên trong lòng nó tính là dãy bit. Và như vậy chúng ta có những cái toán tử trên dãy bit, thì chúng ta nhớ rồi, chúng ta có toán tử là và, đúng không? Toán tử và là các bit với nhau nó sẽ là và với nhau. Ví dụ như chúng ta lấy ví dụ là và thì và tức là hợp lại đấy, tức là một và một với một thì là một, còn không một thì là không, một không thì là không, không không thì là không. Ví dụ cái số là 1 1, đây là số 1, viết lại nhé để ta hiểu. Nhưng một đây là chính, đây là giả sử đây là cái một cái số nhị phân, đúng không, mà tôi và với số là 1 0 và với số 1 1 0 thì nó sẽ ra là nó sẽ bằng là 1 0, nó sẽ bằng là 1 0 nhé. Thì ở đây là số 2 này, còn đây là số mấy, đây là số 3. Như vậy là 3 mà và 2 thì nó lại chính là 2, chính là 1 1 mà phép
phép và của bit n, bit n của bit ấy, thì nó chỉ là bằng ta làm từng phần tử một. Đây là bit bit cuối cùng làm trước này, một này, một và với không thì nó là không, đúng không? Còn một và với một thì nó là một. Phép và nên giống như là phép hợp ấy, là phép cộng, không phải phép cộng mà là phép hợp, phép ra của tập hợp. Được chưa? Như vậy là 3 và với 2 thì nó chính là 2. Đấy, bạn thấy không nào? Như vậy là phép mà ta xếp hai dãy bit phía trên phía dưới và ta cứ và từ phần tử một với nhau. N là phép n đấy. Phép phân tử n hay phân tử ký hiệu là và nhé, là chỉ là n. Ta gióng thẳng hàng từ trên xuống dưới và ta tính phép tính n từng bit một thì đó là và. Còn ngược lại với và là hoặc thì là phép hoặc, là phép như này, là phép hoặc. Đây ví dụ như này nhé. Trường này thì là một hoặc phép là phép o hoặc một với một hoặc một thì nó vẫn là một, một với không nữa là một. Cái này nó sẽ bằng là một một. Như vậy là nếu ba mà hợp với phép o của bit thì nó sẽ là bằng ba. Thì các ta tưởng nó gọi là phép cái phép này này thì nó gọi là phép này thì nó gọi là phép n bit, gọi là phép bitwise, phép bitwise n, phép và của bit nhé. Còn cái phép này là phép là bitwise or. Và phép tính thứ ba là cái phép và phép tính thứ ba là phép gì nhỉ, là phép mà để tôi xem tên của nó. Phép tính thứ ba là phép mà kho. Phép tính thứ ba là phép này là phép kho là như sau. Phép kho có cái ký hiệu giống như là phép trừ đối xứng của ba hai như này. Đấy. Nhé. Tức là cái phép mà phần này là chính là phép kho nó gọi là phép là exclusive or đó, là như sau này. Hai là phép kho là như sau nhé, là một với một thì là không, không không thì là không không thì là không, không một thì là một, một không thì là một. Như vậy là trên là 32 nhé, một một mà kho với một không nhé, thì 1 1 thì là 0, 1 0 thì là 1, như vậy nó chính là bằng 1. Cái này nó chính là bằng 1. Đây, như 32 nó chính là 1. Đây, như vậy là phép thứ ba là phép kho, đúng không? Phép kho. Phép tính thứ tư mà phép tính này là tương đối khó là cái phép là đảo bit. Đảo bit. Tức là cái dãy đó là 0 thì thành 1, 1 thì thành 0. Phép đó là phép này, là phép như này. Ba. Rồi, cái chỗ này thì các bạn hiểu vì sao nó lại thành như này, thì cái này vì sao lại trừ 3 lại thành đảo bit 3. Cái 3 nó là 1 1 mà. Vì sao có đảo bit này thì nó lại là thì chúng ta hình dung nhé. Khi đi biết là cái số 3 đấy nó là 1 1, nhưng mà thực chất ra là phía trước của nó, phía bên phải của nó, bên trái nó là một dãy không. Thực chất là số 3 nó chính là 0 0 0 0 0, rất là dài này là 1 1. Đúng không? Bên tôi đảo bit tức là nó sẽ đổi thành một hết và cùng nó sẽ là 0 0. Như vậy khi tôi đảo bit nó sẽ thành là một hết như thế này, cuối cùng sẽ là 0 0. Thì cái số này này, cái số này là số đầu tiên này là đảo bit thành một, cho nên nó sẽ là số âm. Chúng ta biết rồi là cái bit đường bit đường ngoài cùng bên trái nó là nếu một thì nó là âm, cho nên nó thành âm luôn. Và cái số này này, cái số này chúng ta có thể dễ dàng tính được, cái số này chính là cái số là 3 cộng 1 chính là 4. Vậy suy ra ta công thức là gì? Công thức là cái này đây, đây công thức tổng quát. Công thức tổng quát là như thế này. Là tổng quát là 3 thì nó chính là bằng gì? Nó chính bằng là trừ đi 3 cộng 1. Thì chính là âm, nó chính là âm 4. Đấy, cái này các bạn có thấy khó hiểu chỗ này không? Chỗ này là hơi chỗ này là một trong chỗ khó hiểu, hơi khó hiểu. Chúng ta phải nắm vững cái cách mà các ngữ lập trình quản lý
cái mô tả các cái dãy bit, mô tả số bằng dãy bit thì ta mới hiểu. Cái này có cần thiết tôi nói thêm một chút cho các bạn nhé. Đây là tôi lấy tờ giấy tôi cho các bạn xem giải thích xem vì sao nó lại thế. Các đợi tôi một chút, tôi sẽ cùng đợi tôi một chút thôi, tôi cùng các bạn vào chúng ta đây. Để tôi một tí nhá. Mình làm bây giờ nhỉ? Để tôi một tí tôi. Tôi giải thích cho các bạn một chút thôi để các bạn sẽ hiểu ngay cái này. Cái chỗ này là câu chỗ này chỗ khá hay đấy. Khá hay nhưng mà giáo viên mình cũng nên biết. Để tôi đợi thêm một chút. Tôi làm phép này một tí. Rồi. Yeah. Các bạn có nhìn thấy tờ giấy của tôi không nhỉ? Giấy của tôi đây nhá. Rồi, để tôi đợi thêm một chút. Đây. Để tôi xoay lên một tí đây. Rồi, để tôi một chút. Để tôi một chút thôi. Tôi làm mẹ một tí để cho bạn xem. Cái đây là cái mà có một người bạn của tôi ở bên kia họ nói cách làm. Tôi có thể cho các bạn xem đi. Sao nhỉ? Rồi. Để tôi một chí nhé. Đây rồi, to đây rồi nhé. Các bạn có nhìn rõ cái bút của tôi viết không nào? Đây nhá. Có nhìn rõ không nhỉ? Nghe tôi nói nhá. Nhìn rõ. Bây giờ tôi muốn chứng minh là vì sao n lại là bằng trừ đi n cộng 1. Thế này. Đấy. Có nhìn rõ không nhỉ? Nhìn rõ không? Có thầy ạ. Rồi bây giờ tôi làm thầy dọn xem nhé. Đây. Thì chúng ta cứ giả sử ở đây thì cũng theo tôi cũng rất là dễ hiểu nhé. Bây giờ ta xét là ta xét giả sử các số nguyên ở trong Python nó được mô tả bằng n bit nhé. Bằng n bit. Được chưa? Đấy. N bit nhé thì là nó sẽ là các bit nó sẽ là 0 0 0 như này nhé, 0 0 0. N nhé. N bit nhé. Thì nó sẽ dành cho là đây là n trừ 1 bit là để mô tả số. Còn cái bit này là để nó mô tả gì? Nó mô tả dấu, nếu mà không thì nó là dương. Nếu cái này nó là âm thì nó là 1 thì nó là âm nhé. Thì cái cách mà nó mô tả là như sau nhé. Nó mà cái data tổng quát vẽ n bất kỳ xong từ đó là suy ra vì sao lại có công thức này. Sao lại có công thức này? Nhé, đây. Thì với là giả sử chúng ta dùng n bit để mô tả số là số nguyên có dấu ở trong Python thì suy ra các số nguyên sẽ được mô tả là gì? Là trừ từ trừ 2 mũ n trừ 1. Đúng không? Đến là 2 mũ n trừ 1. Đấy. Trừ 1. Nhé. Thì cái này nó là 0 này nhé. 0 nữa. Xong ở đây 1 thì nó là 1. Đúng không nào? 0 nhé. Ở đây n là 1 0 thì nó là 2 nhé. Cứ tăng dần lên mà, tăng dần lên đúng không? Các bạn nhìn rõ không nào? Thì cho đến cuối cùng 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 hết. Đấy, thì ở đây là cái gì? Đây chính là gì? Đây chính là 2 mũ n trừ đi 1, đây là 2 mũ n trừ 1. Đây, cái số này này. Đây chúng ta đây là n trừ 1. N trừ 1 bit. Thì cái số này này chính là số là 2 mũ n trừ 1, được chưa? Như vậy đây là đây là 2 này 2 n trừ 1. Đây chính là cái số tự nhiên dương lớn nhất được mô tả bởi hệ 2 n bit. Được chưa? Rồi, tiếp theo khi mà chúng ta có số 1 ở đầu thì làm như sau.
không hết, thì cái số này này, cái số này được quy định là sẽ là trừ 2 mũ n, trừ 2 mũ n đó, trừ 2 mũ n. Còn 1 ở đây là 0 0 0 0 0 0 1 thì nó chính là cái số này cộng với 1 thì nó chính là trừ đi 2 mũ n cộng 1. Đấy, số này này là trừ 2 mũ n cộng 1 nhé. Sau đó là 1 0 0 0 0 0 0 1 0 đúng không? Thì cái này nó chính là trừ 2 mũ n cộng 2 nhé. Cho đến cuối cùng là cao nhất là gì? Là 1, không toàn 1 cả, toàn 1 cả. Thì cái này nó chính là gì? Cái này nó chính là gì? Cái này nó chính là trừ 2 mũ n cộng với 2 mũ n trừ 1. Vậy nó thằng này nó chính là trừ 1. Đấy. Thằng này nó chính là trừ 1 nhé. Như vậy là cái đoạn này là các số dương này. Cái đoạn này là các số âm này. Các số âm này. Đó, được chưa? Rồi, thế bây chúng ta sẽ chứng minh nhé. Chúng ta sẽ chứng minh rằng là để tôi xem lại cái chỗ này gì. Chúng ta sẽ chứng minh rằng là chính là cái số này này. Một số đoạn trên này này. Một số bất kỳ ở đây nhé. Đây là n nhé. Đây là n. Thì nếu mà ta đảo biết đi. Đảo biết đi nó nhảy xuống đây. Và nó sẽ nhảy xuống chính là cái số là trừ n. Là số là số đảo biết nhé. Đảo biết xuống đây này. Đảo biết xuống đây thì nó đảo biết thành cái số là trừ đi n. Là trừ đi n cộng 1. Cái này có chứng minh được không? Chứng minh được đấy. Các bạn có thể cùng với tôi chứng minh một chút nhé. Để tôi xem chứng minh như thế nào nhé. Đây, cái số này này. Cái số này chính là cái số này chính là cái số là trừ 2n cộng với 2n trừ 1. Thì có phải chính là trừ 1 không? Mà như vậy đây là cách mà chúng ta, cách mà các phần mềm, các bộ lập trình mà trong máy tính nó xử lý, nó lưu trữ các cái số nguyên bởi dãy 2 mũ n, dãy n bit nhé. Bây giờ chúng ta sẽ chứng minh gì? Chúng ta sẽ chứng minh rằng là gì? Là một cái số, đúng không? Bây giờ một số n ở đây nhé. Số n ở đây bây giờ tôi đảo bit là cái dấu lệnh này, là lệnh đảo bit nhé. Tôi đảo bit thì nó như thế nào? Tôi đảo bit thì nó sẽ như sau. Cái số n của tôi đây nhé. Số n của tôi là một số, đây là 0 nhé. Đằng sau là gì thì không quan trọng. Đây, cái số này chính là cái phần này chính là bằng n ở đây. Được chưa? Vì tôi đảo bit thì là cái gì? Khi đảo bit thì là cái này này, nó sẽ bằng như sau này, các bạn chú ý nhé, nó sẽ bằng này. Đảo bit thì cái phần này nó thành là 1. Mà cái này là 1 thì nó chính là cái này, nó chính là trừ 2 mũ n. Trừ 2 mũ n cộng với cái này. Sau khi đã đảo bit. Cái số này mà đảo bit ấy. Đảo bit thì nó chính là bằng gì? Nó chính là bằng cái số này này trừ đi n, chính là bằng 2 mũ n trừ 1. Cái số này này, cái số này chính là dãy n trừ 1, số 1 này trừ đi số n này, chính là đảo bit, nó chính là cái này. Đấy, đây là phần đảo bit này, đảo bit đây, đảo bit ở đằng sau. Con đảo bit đầu tiên thì nó chính là cái này. Thằng này là đảo bit cái phần đầu tiên. Thằng này là đảo n trừ 1 bit. Thằng này là đảo bit đầu tiên, bit 0. Đấy. Như vậy là đảo bit của n chính bằng cái này, bằng cái này. Cái này là bằng thêm chính là bằng là cái này mất đi còn là trừ n trừ 1 chính là bằng trừ 1 trừ n. Vậy nó chính là bằng là trừ đi n cộng 1. Đấy, có thế không nào? Suy ra công thức là gì? Là đảo bit của n chính bằng là trừ đi n cộng 1. Cái này không phải đúng với Python, đúng với mọi ngôn ngữ lập trình nhé. Cái này là cái mà cũng rất là hay. Nhiều người khi mới nghe, mới đọc cái này thì không hiểu gì cả. Sao nó đảo bit nó thành âm là vì đấy, vì phần mềm nó quy định như thế này. Cách chúng ta vẫn xử lý mà cái gọi là cái bit có dấu, bao giờ nó dùng cái bit đầu tiên bên ngoài cùng là làm dấu. Đó. Đây chúng ta chứng minh cho n là bất kỳ, nhưng trong máy tính, trong Python n nó còn rất lớn, ta không biết mà
Cái đúng mọi n mà đúng mọi n chứ nó suy ra đúng đúng bài tập của chúng ta. Được chưa? Đó, nên tôi có mà là cái mà tôi đang muốn cho các bạn xem một chút. Bây giờ chúng ta quay lại cái bài này nhá. Tôi có tôi lại đây xem bên này. Rồi bây giờ tôi quay lại cái chuyện lúc nãy. Rồi. Bây giờ tôi lại chia sẻ lại nhé. Rồi, đấy, như vậy là đây này, trừ 3 nó chính là nó chính là đảo bit của 3 nó chính là 4. Đảo bit của 4 tức là trừ 5, vâng, đúng không? Cái này nó đúng cả đối với số âm nữa, cho nên là vẫn câu thức đó vẫn đúng. Vẫn đúng nhá. Đấy, như vậy đảo bit của một số âm thì nó là một số dương, chúng ta có chứng minh hoàn toàn tương tự như tôi vừa chứng minh đấy nhá. Rồi. Đấy, như vậy là tôi vừa sơ nói với các bạn là ngoài ra còn có hai cái em là còn có hai lệnh là toán tử bit nữa, là toán tử là dịch bit sang trái và dịch bit sang phải nhé. Giả sử là mà b là một cái số, là một cái số tự nhiên thì như thế này là dịch k bit sang trái, còn như thế này thì là dịch k bit sang phải nhé. Và sửa số 3 chẳng hạn nhé, số 3 chính là 1 1 mà tôi dịch sang phải, đúng không ạ? Thì tương đương gì? Nó tương đương với là 1 1 này sang phải hai cái, nó sẽ thành như thế này, đúng không? Như vậy là thì cái toán tử thì sang phải chẳng qua gì, chẳng qua là nó là cái số 3 này, 11 này nhân với hai mũ k. Như vậy suy ra thì suy ra là một số n mà đảo sang phải k bit thì nó chính là bằng n nhân với hai mũ k, nhân hai mũ k nó chính là cái này, hay là đây là nhân với m ngoặc hai k, chính là cái này, nó là đảo bit. Nhưng mà các bạn thấy là đảo bit nhé, khi mà số bit mà nó nhỏ nhỏ thì tốc độ của lệnh này nó nhanh hơn gấp hàng trăm hàng nghìn lần so với do cái lệnh này. Vì các bạn biết là các bạn học thuật toán ấy, cái phép lũy thừa này là nó tính rất là chậm, tính rất lâu, nó tính rất chậm. Cho nên là cái cùng là một thao tác cả, nhưng việc đảo bit rất là nhanh. Trong bộ nhớ nó chỉ việc chuyển sang bên trái tích tắc trong rất là nhanh, và nó chỉ là đẩy vào đây là 2 số 0, nó rất nhanh. Cho nên là cái toán tử này này nó sẽ rất là nhanh, còn cái toán tử bên này nó rất là chậm nhé. Tương tự như vậy thì chúng ta có cái toán tử dịch sang phải là k bit, ví dụ là ba dịch sang phải 1 bit thì nó sẽ là 1 1 dịch sang phải 1 bit thì nó là 0. Mà thấy không nào? Đó. Đấy. Thì các bạn chú ý nhé, thì cái dịch sang phải là gì? Dịch sang phải nó dịch sang phải mà nó lấy mất cái ví dụ cái bài của chúng ta là 1 1 1 1 nhé. 1 1 là số mấy nhỉ? Là số thì tôi kiểm tra xem là số mấy, 0B này, 1 1 1 1 số 32 nhỉ? À 15. À ừ 15 nhé. Như vậy x thì bằng 15 nhé. Thì nếu mà dịch sang phải là 2 thì tôi lấy mất 2 cái này đi. Còn 1 thôi nhé. Vậy nó chính là như vậy là suy ra là x mà dịch sang phải k bit thì nó chính là gì? Nó chính là bằng là x chia phép chia cho 2 mũ k. Nó tương đương với như cái này. Thế đây. Nhưng mà các bạn thấy là đối với cái phép chia này cũng là vì đây nó có lũy thừa rất là lâu, phép chia nó cũng bất công, còn dịch sang phải là tốc độ nó rất là nhanh. Cho nên rất nhiều bài toán mà chúng ta với cách làm chúng ta sẽ chuyển về các toán tử bit ấy, thì nó rất là nhanh. Bây giờ chúng ta đã hiểu về cách chúng ta biểu diễn của biểu diễn bằng bit của các số ở trong với bất cứ điều gì bất kỳ, để chúng ta sẽ hiểu vì sao nó lại như này. Vì làm một cái số âm 1, bây giờ tôi
âm 1 bây giờ tôi dịch sang trái 2 phần tử là nó là bao nhiêu? Đấy, nó dịch sang trái 1 dịch sang được. Nó là số âm thì cái gì sang trái này nó không tính đến cái âm dương nữa, cho nên là không bây giờ tôi kiểm tra trừ một có gì sang phải là bao nhiêu nhé, vẫn là trừ một. Như vậy là cái bit âm, cái bit khi dịch sang phải sang trái thì nó không tính vào cái bit bit không tính vào cái bit dấu nữa, cho nên là nó vẫn thế, được chưa? Rồi. Đấy, như vậy tôi nói là như vậy là chúng ta và cái đây là xong cái mà xong tôi phần tôi muốn nói về cái chuyện là ta tìm hiểu sâu hơn về cái kiểu dữ liệu cơ bản. Kiểu dữ liệu cơ bản của Python. Bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo là chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu sâu hơn về một kiểu dữ liệu đặc biệt của Python, nó gọi là kiểu dữ liệu là tuần tự. Cái này là dùng rất là nhiều trong Python. Đây là một loại một kiểu đặc biệt mà nó đặc biệt, nó không có ở trong Pascal và trong C cộng, nhưng mà trong Python nó rất đặc biệt, nó dùng rất là nhiều. Nó gọi là kiểu dữ liệu tuần tự nhé. Tiếng Việt nó gọi là tuần tự. Tiếng Anh nó gọi là iterable. Đấy. Thì nôm na thế nào là một kiểu dữ liệu là iterable? Nó là kiểu dữ liệu là nó là kiểu dữ liệu nó được thể hiện như là một cái dãy và chúng ta có thể chạy lần lượt trên từng phần tử của dãy đó, thì nó gọi là iterable hay là tuần tự, cho ta có thể lập tuần tự trên cái đối tượng đó. Thì chúng ta đã biết các kiểu dữ liệu tuần tự này rồi, chúng ta là kiểu dữ liệu là chúng ta kiểu chuyện là chúng ta học về hàm range, bản thân range nó là một kiểu dữ liệu tuần tự. Khi tôi viết là x bằng range 10 thì nó là bản thân x là nó chứa là 10 số 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 mà chúng ta có thể chạy trên các cái phần tử của x đó nhé, thì nó gọi là tuần tự. Thế nào gọi là dữ liệu tuần tự? Là kiểu dữ liệu mà chúng ta có thể thực hiện hai phép toán là phép in và phép for, lệnh for. In kiểm tra xem phần tử một đối tượng, một phần tử có nằm trên một cái đối tượng tuần tự hay không, và for là ta chạy lần lượt trên đối tượng đó, thì cái định nghĩa kiểu dữ liệu như vậy thì nó gọi là kiểu dữ liệu là tuần tự, hay nó gọi là tiếng Anh gọi là iterable. Như vậy là range là một loại dữ liệu tuần tự, đúng không? Chúng ta có thể kiểm tra như vậy, chúng ta kiểm tra là một có in x hay không, không in x hay không, hay là 12 in x hay không đó, và chúng ta có thể là for k in x print k. Đấy. Thì các bạn thấy không? Như vậy là cái x đây là một đối tượng kiểu range, nhưng mà ta có thể thực hiện lệnh hai lệnh là lệnh in hay là cái hàm in và lệnh for. Lệnh in kiểm tra một phần tử có nằm trong cái đối tượng khác không, đối tượng là tuần tự hay không. Như vậy là kiểu đối tượng tuần tự nó thông nan là một cái dãy, nó là một cái dãy mà chúng ta có thể đếm tuần tự từng phần tử từ đầu đến cuối nhé. Thì range là một cái nhỉ. List chúng ta đã biết rồi nhé. List là kiểu tuần tự rõ ràng, lệnh in có, lệnh for có. Tuple làm kiểu dữ liệu tuần tự tốt. Nhưng mà riêng với set và với dict thì cũng chúng ta cũng thể thiện lệnh in và lệnh for, nhưng mà nó không phải, người ta không coi nó là kiểu dữ liệu tuần tự, mà chỉ có list, tuple và range thôi. Như vậy có ba cái. Thì đây là ba kiểu dữ liệu tuần tự cơ bản và rất hay dùng ở trên thực tế nhé. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ học cách chúng ta sẽ tạo ra kiểu dữ liệu tuần tự khác nữa.
Nhé, bây giờ chúng ta mình sẽ cùng nhau học nhé, cùng nhau tìm hiểu. Thì đầu tiên tôi nói về cái cách chúng ta có thể tạo ra một cái class mà nó bản chất nó mỗi đối tượng của nó là một kiểu dữ liệu tuần tự nhé. Thì như sau này, để tạo ra một cái lớp dữ liệu mà nó là kiểu dữ liệu tuần tự thì cái làm rất đơn giản như sau. Ví dụ nhé, ví dụ tôi tạo ra một cái lớp là để tôi nghĩ cho nó hay nhỉ. Thôi được, tôi tạo ra một cái lớp mà dữ liệu mới mà gồm các phần tử là bình phương đúng 1 4 gì đó, bình phương đúng từ 1 cho đến từ 1 bình phương, 2 bình phương cho đến n bình phương. Được chưa? Rồi, tôi tạo ra một lớp một cái kiểu dữ liệu mới mà là kiểu dữ liệu tuần tự. Rồi tôi làm nhé. Bây giờ tôi viết này, class, tạo ra một class nhé là bình phương đúng nhé, bình phương đúng nhé, bình phương đúng. Đây, ký hiệu tôi tạo ra một cái lớp như này nhé. Rồi thì các bạn chú ý lớp này là nên là cái đối tượng nó chỉ có một thuộc tính thôi là chính là n, là cái số lượng phần tử của cái dãy các bình phương đúng từ 1 đến n nhé. Tôi làm thử nhé. Đây thì chúng ta nhớ lại một tí là khi định nghĩa một cái lớp thì đầu tiên phải có cái hàm init là cái hàm để mà khởi tạo. Đây, def nhé, init. Ta nhớ lại cái định nghĩa của một cái lớp là như này. Đầu tiên là cái init là cái self và nó có một thuộc tính là n, và ta gán là self n bằng n đó. Như vậy nó có một thuộc tính là n thôi, là một số nguyên, là một số tự nhiên. Thì cái đối tượng bình phương đúng này nó là một dãy, chúng ta đang tạo ra một kiểu dữ liệu tuần tự mà làm dãy các số là 1 bình phương, 2 bình phương, 3 bình phương, n bình phương nhé. Rồi thế nhưng mà tới đây là ta thấy là bình thường đúng không, nhưng mà là def init là định nghĩa bình thường. Như chúng ta mô tả cái hàm thứ hai mới là quan trọng. Hàm thứ hai là hàm xác định rằng mọi đối tượng của cái lớp bình phương đúng này đều là kiểu dữ liệu tuần tự. Đấy, thì ta chú ý nhé, chúng ta định nghĩa một hàm thứ hai nó bắt buộc có tên như thế này, phải có tên là iter. Đấy, chúng ta chú ý nhé. Đây, như vậy là cái iter lần chính là cái tắc của tôi là iterable đấy. Cái hàm iter là cái hàm mà là cái hàm hệ thống ở trong một cái lớp, tất cả các cái hàm mà bắt đầu bằng hai dấu gạch dưới, kết thúc bằng hai dấu gạch dưới đều là cái hàm hệ thống, là cái hàm hệ thống mà không, người ngoài là không biết được, người ngoài là không nhìn thấy, chỉ ở trong cuộc nó biết thôi. Yeah, chúng ta chú ý, người bình thường, người ngoài là không nhìn thấy cái hàm này, là cái hàm nó là hệ thống nằm bên trong từng lớp một và nó giúp ích cho chúng ta làm việc khác. Như vậy cái hàm iter chính là hàm để biến cái lớp PD bình phương đúng này trở thành một cái lớp và nó sản sinh ra các đối tượng là iterable nhé. Rồi hàm này là hàm nó có như thế này, nó chỉ có một cái đối tượng của nó như này thôi, là của chính nó nhé. Rồi và hàm như sau, chúng ta chú ý này, chúng ta cho định nghĩa này, đây là định nghĩa mà để định nghĩa để cho chúng ta có thể dùng lệnh for có thể chuyển động từ 1 cho đến n nhé. Chúng ta dùng lệnh for k in range từ 1 trở đi nhé, 1 cho đến là self n cộng 1, chúng ta chú ý là đến tận n trở đi nhé, tận n đấy, trên chúng ta phải cộng 1 nhé, cộng 1. Rồi và chúng ta sẽ có từ này, chúng ta sẽ làm cái đó, nhưng mà để đưa dữ liệu ra cho một cái dãy, cho một cái gọi là cái kiểu dữ liệu tuần tự, chúng ta phải dùng một cái từ khóa mới, không phải là từ khóa là return mà từ khóa là yield nhé. Đó, yield là k nhân với k, tôi muốn đẩy ra các cái k bình phương mà. Như vậy là đấy nhá, như vậy là cái này for k chạy từ 1 đến n, gọi là n là cái số này đi, gọi là n đi. Như vậy là cái em và ulk, như vậy là cái hàm này, cái iterable này, cái hàm này nó tạo ra là mọi phần tử của lớp này là một dãy n phần tử
mà cái phân tử đó là một một bình phương, hai bình phương, ba bình phương, cuối cùng là n bình phương. Được chưa? Như vậy này. Cho thay bằng từ lý thân bằng cái này. Cái yêu này là gì? Là cái từ khóa, yêu là cái từ khóa, nó khác cái lý thân trong các hàm số. Trong các hàm số thì từ return là nó trả giá trị và dừng hàm lại. Như vậy các hàm nào mà trả lại bằng return ấy, thì hàm đó trả về một giá trị thôi. Còn cái hàm nào mà trả lại bằng yield thì ta nó có thể trả lại là nhiều giá trị. Tôi muốn có một hàm trả lại là 2-3 giá trị thì ta trả lại bằng cái từ khóa yield này nhé. Rồi bây giờ chúng ta đây chúng ta kết thúc. Và như vậy ta định nghĩa xong một cái lớp là cái lớp mà gọi là bình phương đúng. Và cái lớp này nó sản sinh ra các đối tượng là kiểu dữ liệu là iterable. Nó khác với ba kiểu dữ liệu chính mà chúng ta đã biết là kiểu dữ liệu là range, list và tuple nhé. Chúng ta làm thử nhé. Thì chúng ta viết là b bằng bình phương đúng mở ngoặc 20 đấy, tạo ra. Được chưa? Thì bây giờ b nó là gì? B nó là kiểu dữ liệu gì đó là bình phương đúng nhé. Nó là một lớp học, nó là một lớp, nhưng mà B nó sẽ là kiểu dữ liệu tuần tự. Đấy, chúng ta có thể viết những thứ chúng ta kiểm tra này. Nó là 20 số cơ mà, chúng ta for, chúng ta bây giờ for k in B print k print k n bằng đấy. Thấy không nào? Giờ từ một chuyến là max là 40 đi ra là 20 số 20 bình phương đúng từ một chuyến 20. Đây là chính là do có cái hàm này, thấy không nào? Đấy, như vậy là B nhé. Và như vậy là hỗ trợ for đúng không? Vì hỗ trợ cả in nữa, ví dụ là 1 in B true, 0 in B có in B không? False đúng không? 20 in B không? Không nhé. 25 có in B không? Có. Đấy, như vậy là cái đối tượng B là một đối tượng kiểu cái lớp là PD bình phương đúng, nhưng mà B này nó hỗ trợ cả hàm in, cả lệnh, cả từ khóa in lẫn từ khóa for. Vì suy ra là B là gì? B nó chính là kiểu dữ liệu là iterable. Mà thấy không nào? Đấy, như vậy là chúng ta thấy là chúng ta có thể tạo ra vô vàn kiểu dữ liệu là iterable khác nhau song song hành với range, song hành với list và song hành với tuple. Chúng ta có thể định nghĩa vô vàn những cái kiểu dữ liệu iterable khác rất là hay nhé, rất đa dạng và dùng ở nhiều nơi. Rồi thế bây giờ tôi nói sang phần tiếp theo nữa là chúng ta sẽ mô tả một cái kiểu dữ liệu cũng là iterable khác nhưng mà thuộc một lớp học, một lớp khác hẳn. Các kiểu dữ liệu như là range, list hay là tuple hay là đây tên là B hay là PDB nhé, thì nó là kiểu là một dãy, nó là iterable rồi, nhưng mà nó thì nó luôn là chiếm cái vùng trong bộ nhớ nhé. Khi tôi khai báo là B bằng PDB 20 thì trong máy tính chúng mày nó tạo ra một cái bộ nhớ gồm có 20 phần tử nằm sẵn trong bộ nhớ, được chưa? Và ta có thể truy cập vào bất cứ lúc nào, ta lấy ra từng phần tử bỏ ra, lấy ra phần tử thứ hai, thứ ba, thứ tư, ta lấy ra thoải mái, dùng lập trình ta có thể lấy ra được. Thì như vậy kiểu dữ liệu đó cũng ok rồi, nhưng kiểu dữ liệu này là nó có một nhược điểm, nó tốn bộ nhớ. Thì việc chúng ta sẽ học sang một cái loại dữ liệu thứ hai cũng là iterable, cũng là các dãy nhưng mà nó không chiếm bộ nhớ. Thì cái loại thứ hai này người ta gọi nó là kiểu dữ liệu là generator. Thì trong cái cuốn sách cơ bản tôi nói qua cái này rồi, nhưng hôm nay tôi nói kỹ hơn, sâu hơn một chút về generator để chúng ta hiểu là cái generator nó là cái gì. Như vậy generator là một cái loại kiểu dữ liệu nữa ở trong Python rất hay. Cái này là cái vô cùng đặc thù khác biệt mà trong Pascal, trong C không giờ có, không có. Tức là nó ra là cái gì? Cái generator nó là cái gì? Nó là một kiểu dữ liệu cũng là tuần tự, nó cũng là tuần iterable, nó cũng là kiểu dữ liệu cũng hỗ trợ cho lệnh for, nó hỗ trợ cho lệnh in, ngoài ra nó còn hỗ trợ cho một lệnh khác nữa thì tôi sẽ nói. Nhưng mà cái hay của generator là cái loại như này là nó là loại dữ liệu mà nó không hề tốn bộ nhớ một chút đâu cả. Khi chúng ta gọi nó thì nó mới lấy ra
và chính vì nó không 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 tốn bộ nhớ, cho nên là cái loại dữ liệu này nó chỉ dùng đúng một lần, không được dùng khi chúng ta sinh ra một dữ liệu kiểu generator, nó chỉ được dùng đúng một lần, đúng một lần. Cái này là hay là như thế, là đúng một lần thôi. Bây giờ chúng ta cùng nhau là cái kiểm thử nhé, xem là cái dữ liệu generator nó là cái gì, nó rất là hay luôn, rất đặc biệt luôn nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau tìm hiểu. Đầu tiên bây giờ tôi sẽ vẫn là cái ở đây tôi vẫn dựa trên cái này, nhưng mà tôi không biết, tôi không dùng cái lớp nữa mà tôi định nghĩ luôn cái hàm nhé. Đây bây giờ tôi làm như này, thì cách thứ nhất là cách ta dùng hàm để tạo ra các generator. Đây tôi định nghĩ cái hàm nhé. Hàm tôi là dãy bình phương đúng, được chưa, kiểu là n, và tôi chạy lại đúng cái này cho đơn giản. Đây cái này chị lên nó cứ để ở đây nhé, chạy cứ để for ik in range, ở đây là n, ở đây là n, chúng ta xem này. Đấy. Đấy, được chưa nhé. Như vậy là cái hàm này, đây là một cái hàm số thống nhất bình thường. Nhưng mà cái hàm số này là thay bằng cách chúng ta dùng lệnh return thì chúng ta dùng lệnh yield. Lệnh yield. Lệnh yield. Nhé. Đây. Và tôi enter. Đấy. Và tạo ra một cái hàm số theo đúng ý bình thường. Nhưng mà nó khác. Cái hàm này nó khác bình thường. Là thứ nhất là nó trả lại không phải là một giá trị mà là một dãy các giá trị. Nhưng mà nó không dùng từ return mà nó dùng từ yield. Nhé. Rồi, thì bây giờ tôi bắt đầu làm thử này. Tôi bắt đầu tôi viết nhé. Tôi viết là B bằng dãy khai báo đó, bình phương đúng 20. Được chưa? Tôi enter. Đấy, thì bây giờ tôi kiểm tra B là cái gì này. B nó là generator rồi đấy. Bên, chính B nó là generator. Nhá. Bây giờ chúng ta cùng nhau xem cái B hay ở chỗ nào nào. Chúng ta cùng nhau kiểm tra nhé. Xem là để các bạn cùng tôi tìm hiểu cái B này nhé. Cái B này chính là nó định nghĩa hàm như này thôi, định nghĩa rất là bình thường, rất dễ hiểu thôi, không có gì khó nữa. Chỉ thay là chúng ta đã nghĩa dùng return mà return thì trả lại một giá trị, đây chúng ta không dùng cái từ từ khóa yield mà trả lại nhiều giá trị, trả lại một dãy các giá trị nhé. Đấy, chỉ khác nhau như vậy thôi, thì bìa cái hàm này nó sẽ khác hẳn luôn. Thì chúng ta cùng nhau kiểm tra B nhé. Bìa đây là B thực ra B đến là một dãy, là một dãy các số là 1, 4, 9, 16 cho đến là 400 rồi đấy. B là bìa chúng ta làm thử nhé. Bìa chúng ta kiểm tra này, 1 in B, hàm in có thỏa mãn không, in này true, được chưa, true. Bây giờ chúng ta, bây các bạn cùng tôi kiểm tra lần thứ hai nhé. 1 in B lần thứ hai, false. Mọi người có hiểu về sao cái này không? Đấy, chỗ này chính là cái chỗ mà đặc biệt hay của generator này. Tức là gì? Tức là generator là cái biến nhớ đi, và nó để dùng có đúng một lần. Dùng lần một chốt xong. Khi mà lần một xong rồi thì cái hàm B là cái giá trị B là không dùng nữa, vứt đi. Như vậy lần hai dùng là không được nữa, lần hai là false luôn. Mà thế nào, như vậy là kia, như vậy là suy ra là các cái giá trị kiểu generator là các giá trị được tạo ra được dùng đúng một lần. Các bạn có thấy cái hay không nào? Vì sao là đúng một lần, là vì như này chúng ta tìm ngay bây giờ thôi. Thì cái ưu điểm của nó là ưu điểm là nó không tốn bộ nhớ, nhưng mà cái nhược điểm là dùng đúng một lần thôi. Thì tất cả những cái chương trình mà chúng ta sử dụng các cái hàm generator này chúng ta phải chú ý nhé, thì dùng đúng một lần thôi. Đấy, thế bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu xem vì sao như vậy. Thật cũng dễ hiểu thôi, vì sao nó dùng đúng một lần thôi, vì là cái này nó chỉ khi chúng ta gọi nó là nó gọi ra, nó lấy từ bộ nhớ ra, nó chạy cái hàm này mà nó đi đây. Nó kiểm tra và nó kiểm tra, người ta kiểm tra xem là 4 in nó đi hết về B nhé. B 4 cũng false luôn, và là 9 cũng false, đúng thì đúng là dùng đúng một lần mà nhé. B là B hàm thôi, tôi viết lại B bằng đây bình phương đúng, để viết lại thì lại chạy giống như bình thường, xin lỗi, B bằng
Đây, bình phương đúng 20 đi. 20 nhé. Đây là ra chạy. Dãy bình phương đúng. B sao chỗ nào nhỉ? B nhé. B bằng dãy bình phương đúng 20. Nhé. Thì B bây giờ B nó vẫn là generator đấy rồi. Bây giờ chúng ta sẽ dùng lệnh for k in B print print k à, print k n viết dưới hàng ngang nó dễ, nó dễ theo dõi. Nhé. Thế bên ta là từ 1 đến 400 như bình thường. Được chưa? Đấy. Từ 1 cho đến 400 như bình thường. Và khi mà chúng ta in ra như này là nó dùng đúng một lần, đúng một lần. Đó, thì cái hàm này nó là generator. Cái generator nó còn hay chỗ này này, các bạn là thấy rất hay nhé. Bây chúng ta cùng nhau tìm hiểu là nó còn hay như này này. Là nó vì nó là nó là một cái hàm mà nó tạo ra một cái dãy, mà cái dãy này là nó không chứng bộ nhớ, không chứng bộ nhớ, cho nên là khi chúng ta dùng thì nó mới chạy và nó mới vào bộ nhớ, nó mới làm có việc để chạy chương trình thôi, còn nó không dùng tí bộ nhớ đâu cả. Cho nên về lý thuyết chúng ta có thể tạo ra một cái dãy gần như là dài vô hạn, vô hạn. Ví dụ tôi làm các bạn xem nhé. Đây df là dãy nhé, dãy một, để tôi để không nhé, tôi sẽ tạo ra cái hàm tên là dãy một nhé, tôi sẽ cho nó chạy là vô hạn, từ nhé, từ cho k bằng một số là while true, cho cái hàm là vô hạn đúng không? Dùng cái gì? Yield k k đúng không nào? Đấy, k k và k bằng k cộng 1. Đấy. Như vậy là cái hàm này nó trả lại là một hạ 149 n bình phương, mà nó chạy ra vô hạn vì là cái lọc vô hạn. Cho nên cái dãy này là dãy tạo ra một dãy bình phương vô hạn. Các bạn thấy không? Nó là vô hạn. Nó là vô hạn. Đó, vô hạn. Thấy không nào? Được chưa? Thế như vậy chúng ta thấy là nó là vô hạn, được chưa? Thế bây giờ chúng ta sẽ bây giờ đầu bài nhé, riêng đối với bây giờ chúng ta có hai cách để chúng ta có thể bây giờ chúng ta có thể hoàn toàn chúng ta có thể in ra một cái dãy cái số bình phương dài bao nhiêu cũng được, tùy ý. Tất nhiên là nó dài vô hạn này không, cho nó không đợi thôi, nhưng mà về lý thuyết chúng ta có thể in ra một cái dãy bình phương là vô hạn sẽ mãi mãi này. Cái hàm này, cái dãy này là độ dài là vô hạn, là vô hạn luôn. Mình làm thử nhé. Bây giờ giả sử tập văn là t bằng dãy rồi, bây giờ chúng ta thử nhé. Thì đối với cái kiểu là generator thì ngoài cái lệnh for và lệnh in thì nó còn một lệnh nữa là chúng ta có thể chuyển tuần tự từ đầu cho đến cuối của dãy bằng bằng cái hàm next, hàm next về hàm next t. Tôi có chạy cái này mà nó sẽ chạy theo cái biến t là từ đầu cho đến cuối. Thì tôi làm như sau nhé. Để tôi làm bây giờ sử tôi thích là bây giờ tôi thích là in ra là 100 số bình phương nhé, 100 nhé, for i in range đúng không, ở đây là từ 1 đúng không, in lên là từ 1 cho đến 100, 1.000 đi, 1.000 đúng không, tôi print next next t, cái hàm next t là cái hàm next t, là cái hàm có thể di chuyển trên từng phần tử của dãy này, từng dãy dãy như thế thôi, là chạy bao nhiêu cũng được. Đây tôi chạy đúng là làm 1.000 lần
đúng không? Này, từ 1 đến 100 lên 1.000 lần, ngàn lần luôn nhá. Thử nào, ở đây nó sẽ là n bằng, về lý thuyết chúng ta có thể dài bao nhiêu cũng được, vì chỉ cái dãy này là chúng ta là dãy này là dãy chúng ta là dài vô hạn đây này, vì nó là đây là chúng ta có tạo ra một dãy vô hạn nhé. Chúng ta chạy thử này, nó chạy là 1.000 lần luôn, các bạn thấy nó chạy bằng 1.000, thấy không nào? Đây khi là chạy này thì mình chạy nó là gọi hàm ra mà nó hơi chậm một chút so với là chúng ta tạo sẵn một cái dãy là 1.000 phần tử ở trong máy tính, nhanh hơn. Đây là một lần chạy thì nó lại gọi cái hàm nó ra, nó gọi nó chậm hơn một chút, nhưng mà cái hay là nó hoàn toàn không chiếm một chút nào bộ nhớ cả. Đấy, các bạn thấy, nhưng đây là chính là cái ý nghĩa của cái lệnh nhà, của cái kiểu dữ liệu là generator, hay là generator nó là một phần của kiểu dữ liệu là tuần tự, được chưa? Ôi, mà thật cũng đợi được. 1.000 mà 1.000 bình phương là gì nhỉ? Là 1 triệu à? À, xong rồi đấy. Cuối cùng là 1 triệu đây này, đúng không? Đây, chúng ta sẽ đợi rồi. Ra. Gọi là 1.000 số bình phương. Bạn có thấy không nào? Như vậy rất là hay. Đây là cái mà không mà là đặc biệt của Python đấy. Đây. Đây này. Được chưa? Được rồi, thì bây giờ một cách nữa nhé, một đây là như vậy, một cách thứ nhất mà chúng ta dùng mà generator là chúng ta dùng hàm định hàm bình thường, nhưng mà thay thế bằng cái từ return thì chúng ta tạo ra bằng cái từ will nhé. Bây giờ cách thứ hai là chúng ta dùng cách chúng ta tạo như là một cái giống như là list comprehension, nhưng mà chúng ta dùng ngoặc đơn. Ví dụ như này. Bây giờ tôi có thể viết t bằng đây, tôi có thể viết t là k sao k, đúng không? Hay là k đi, k for k in range 1.000 lần, if k, bây giờ tôi lấy là t là dãy các số lẻ chẳng hạn, k 2 đấy. Thì đây là kiểu chúng ta tạo ra một cái dãy, một cái tuple, một cái dãy nhé. Nhưng vì là nếu mà đây là hai bên là ngoặc đơn ấy, thì nó là tạo ra một cái list, nhưng mà đây là hai ngoặc tròn thì nó không phải list, mà nó khi hai bên là ngoặc tròn thì nó không phải là list, mà nó chính là tạo ra chính là generator. Đây, enter, và bây giờ là t là generator rồi đấy. Bây giờ tôi là for k in t print k n bằng, nó sẽ in ra trên màn hình là 500 số lẻ từ không trở đi, nhưng từ một coi như tính từ một trở đi. Đấy. 500 số lẻ, thấy không nào? Từ một cho đến 999. Đấy, chính nói đấy. Vì đó chính là nó chính là thế này. Đây là các bạn thấy không? Ở chỗ này nếu mà chúng ta để lên là ngoặc vuông thì nó chính là tạo ra một cái dãy, còn để ngoặc tròn thì nó là generator. Chú ý nhá. Lần 1, lần thứ 2 thì không làm nữa. Ta làm lại lần thứ 2 này, chạy lần thứ 2. Cái đặc biệt generator nó chỉ chạy được một lần. Không chạy lần thứ 2, chạy nhé. Nó ra rộng đấy. Nó ra rộng. Bây giờ chúng ta viết là 1 in t nó không được luôn, nó còn luôn. Muốn thế chúng ta phải định nghĩa lại, chúng ta phải copy cái đề lại thì nó mới được. Đó, nhé. Thì tôi đã copy lại cái này, chạy thì nó lại được. Đấy. Mà chúng ta chú ý là khi chúng ta gọi cái hàm next, cái này nó không hỗ trợ cả cái hàm next, mà đối với dữ liệu dãy bình thường ấy, như là range, như là list, như là tuple, nó không hỗ trợ cái hàm next này. Cái thằng này nó hỗ trợ hàm next. Đây là một nhé. Bây giờ tôi next t nữa thì nó gì? Nó sẽ là 3. Next nữa thì nó sẽ là gì? Nó sẽ là 5.
Như vậy là chính cái hàm for là cái hàm mà dùng hàm next, ta chuyển từ đầu đến cuối mà dùng chạy đúng một lần, chạy đúng một lần. Được chưa? Nhưng mà chúng ta có thể là từ đây chúng ta có thể tạo ra các cái dãy trên Twitter, là ví dụ là làm cái hàm sinh, Twitter tiếng Việt là làm một hàm sinh, hay là một dãy sinh, hay là một hàm sinh, một dãy sinh các cái số nguyên tố chẳng hạn, một dãy sinh các cái số là số lẻ, thì các số là số chính phương hay bất kỳ một loại gì đó mà chúng ta muốn nhé. Được chưa? Đấy, như vậy là cái đây chính là cái phần mà tôi muốn nói ngày hôm nay, là rất quan trọng, rất là hay. Nó gọi là kiểu dữ liệu generator, là chú ý nhé. Như vậy là kiểu dữ liệu là iterable. Thì nó sẽ chia làm hai loại, đúng không? Nó chia làm hai loại. Một loại là nó gọi là SQL bình thường nhé. Một loại nó là SQL bình thường. Và cái SQL này chúng ta có thể dùng dùng những cái là SQL mà chúng ta là SQL là dãy đấy, là range tuple list, là kiểu dữ liệu SQL mà có sẵn ở trong trong Python, hoặc là chúng ta dùng định nghĩa bằng qua lớp hoặc khái niệm là lớp. Thì trong lớp đó nó buộc nó phải có một cái hàm có tên là iter, và đó là hàm hệ thống, và hàm đó trả lại giá trị bằng cái từ khóa yield, thì nó cũng là các sequence. Thì cái SQL là gì? SQL là một dãy, nhưng mà nó chiếm bộ nhớ, Còn loại thứ hai là không chiếm bộ nhớ thì nó gọi là generator. Đấy, chúng ta vừa mới học loại thứ hai nhé, là cái loại là như vậy. Là iterable thì nó có hai kiểu dữ liệu mà chúng ta đứng biết biết tới ngày hôm nay nhé. Còn tất nhiên là chưa tìm hiểu sâu nó còn nữa không, tôi không biết. Cái này phải đọc thêm tài liệu, vì cái bản thân cái Python nó mênh mông lắm, đọc bao nhiêu không hết được về về mặt. Hiện nay tôi chỉ biết là có hai loại như vậy thôi, còn các bạn có thể đọc thêm đâu đó, các bạn có thể mở rộng thêm thì tùy các bạn nhé. Nhưng mà đây là một cái, theo tôi đây là một cái chỗ rất là mạnh Python, mà chúng ta dùng trong rất nhiều thứ, rất nhiều bài tập khác nhau, rất nhiều chương trình khác nhau. Nó là vì vì nó không chiếm bộ nhớ, cho nên là những cái bài toán liên quan đến thuật toán ấy mà cần phải chiếm dụng bộ nhớ ít ấy, thì dùng cái này là một giải pháp rất là hay luôn, cực kỳ hay nhé. Thế thôi nhé, hôm nay chúng ta, ôi cũng thôi, hôm nay chúng ta mà dừng ở đây nhé. Thì để các bạn về, các bạn có thể tìm hiểu thêm về cái này nhé. Thì mà tôi định Em cảm ơn thầy ạ. buổi sau, Em cảm ơn thầy. Em chào thầy ạ. cái gì đã chào buổi đấy. Buổi sau là tôi Em sẽ chào ơn thầy. buổi sau là tôi sẽ nói về mà gì nhỉ? Buổi sau tôi sẽ định là nói sâu hơn về 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 cái về lớp nhé, về 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 định nghĩa lớp ấy, khái niệm là class nhé, sâu hơn về về lập trình OOP, lập trình hư không đối tượng. Chúng ta nghỉ nhá, để tôi kiểm tra xem là tôi đã thu tiếng chưa. Em cảm ơn thầy ạ. Đây.